Xin chào các bạn. Thì hồi nãy tụi mình mới mua mấy cây dâu đó. Bây giờ tụi mình sẽ chuẩn bị trồng nè. Đây là tụi mình có dâu galore. Strawberries galore. Galore. Cả nhà ơi, baby strawberries. Đây nè. Cái dâu bé tí nè, cả nhà thấy không? Đó. Và đi here's the pretty flower. Can you see what? Yeah. Đây là dâu the lease. Cả nhà thấy không? Cũng bằng giá 4.98 đồng. Nguyên một cái chậu như gì luôn nè. Đó. That's a big plant, isn't it? Yeah. Well, four little plants, man. It look like 1, 2, 3, 4. Eight plants even. Really? 7 or 8, yeah. You can see, have a look here. Yeah. Đây nè. Được cỡ 7-8 cây lận cả nhà. Không biết tại sao là loại này lại rẻ hơn. In they go. Đây. You mean like this? So yeah, brush that soil away, otherwise it'll probably rot or something. Rot? Really? Yeah. You're not going to put some of the crystals in there too? Eh? I haven't read about how to use them yet. Water crystals? You just chuck them in the soil, bub. Yeah. So just like this, bub? Yeah, that's better. Is that good? Yep, that's good. And see how you've made it like a little mound? Yeah. That's good also to do that. Like this? So the soil, the water doesn't ruin the root. Yeah. Whatever. Huh? That's like another one right there. Right there. Good job. Here we go again. Rồi cứ như thế mà tiến. A little wiggle. Rồi. Đây. Nó có mấy cái sợi dài dài cả nhà. Nó giống như là sắp có thêm cây nữa. Đây nè. Đó. Dài dễ sợi dài không? This far, bub. Yeah, 250 mils. Yep. What was that? 25 centimeters, was it? Yeah, 25. 25 centimeters, yep. That's it. That's probably. You can go a bit closer if you want. Yeah, there somewhere. That's it. Chồng Hiền mới kêu là Hiền trồng gần gần hơn cũng được. Đó. Thì ở trong cái hướng dẫn là họ có kêu là mình đừng có phủ cái phần đất lên cái phần ngọn của cây á. Cho nên mình chỉ phủ vậy thôi cả nhà ha, đó vậy đó. Vậy thôi. Right, next one. Đi thôi. You hold the soil, right? Yeah. Yeah. Is there going to be enough space for all the other ones? Yeah, but I don't like them soil. Like this? Yeah. Đó, cả nhà thấy không? It's good. It's good. Một cây nữa. Break the soil up, bub. Yeah. Yeah. All right. Okay. Rồi. Oh, strawberry trees. All right, what's next, bub? All right, you go and get some more. Bring them over. All right, rồi. Just chilling here with our wood. Hey buddy. Ở đây ngồi trò chuyện với mọi người trong khi mà Hiền Just watching mum do some gardening, right? Yeah, watching mummy garden. Yeah.
That's it. Ooh. You're like a pro now at that. Yeah. Doesn't take me long, isn't it? Should make a movie about gardening or something. Đây cả nhà ơi. Awesome. Một cây 5 đồng. I think it should be worth it because this tree alone is 5 bucks. Mọi người nhìn thấy không? 1 2 3 4 5 đồng. 1 2 3 4 5 bucks. 1 5 bucks. I wonder what's the difference. So that one grows to 600 centimeters. Yeah, 60. 60 centimeters. 60 centimeters. Sorry, yeah. So that's a big plant. Is it? It's going to be a big plant. 60 centimeters around. Yeah, what are they? 25 centimeters apart, right? Yeah. Like this? So 60 is like as big as that garden bed. No, but it say from 25 to 60 bucks. Oh, okay. That's maximum. Yeah. Like this here. Yep. What's wrong, Bobby? Wow, that's just like a really deep root. Hey? Uh-huh. I think you're gonna need some more soil, but... Thì bây giờ chồng của Hiền á, mới đổ ra cái mớ đất cho Hiền rồi. Một cây, rồi hai cây ở đó và hai cây ở đầu này nè cả nhà ơi. Drop that in. What's mommy doing? Rồi, Hiền sẽ trồng hai cây ở đây. Cây này hơi bị bé nhỉ? Đó. Một cây nữa. Alright, stick them in. You got a little bit of space here in between the tomatoes and that. Yo. Garlic chive, yum. Oh, I love them. The soup, you know. Really good soup and also spring roll. Oh yeah. Three up the other end. Just to go crazy. It's a busy garden. Right, Bob? Hey, we'll just keep looking. Important thing for Chrissy is the oregano, and we are running out of space. Alright, there's some space up there behind your special $5 strawberries. I can see one big spot there for oregano. Rồi, Hiền sẽ chuẩn bị trồng cái rau oregano của chồng Hiền đây. That stuff just grows like a weed anyway. Yeah, I remember we used to grow them, didn't we? Yeah. Easy to roll. Easy, just chuck it in the ground, that's it. Just like wheat, right? Yeah, it's just a little weed that tastes good. I know oregano giống như là cỏ vậy, nhưng mà ăn ngon. I'll just explain to everyone what you said. They like wheat, but taste good. So they roll crazy. All easy things to grow, right? Yep. Yeah. All these should go up pretty good. Alright. Let's have a look at the garden. Nhìn cái vườn của chúng ta đi. You. Lovely. It's really tall now.
It really is. Bây giờ là tới cái màn thì lại tưới nước cho cái vườn của tụi mình. Wow, the two in the front there look awesome. The basil. Yeah. Vietnamese basil and Western basil. The Western basil. What is that? Italian basil or something? What's that? That's spider. Look, so you give him a good soak. Cả nhà sáng nay thì Hiền muốn cập nhật cái tình hình của khu vườn dâu và cái cây, những cái cây mà Hiền đã trồng ngày hôm qua cho cả nhà xem coi ra sao nha. Xin mời đi theo Hiền. Thì ở đây nè, mọi người có thể thấy là bên đây là mấy cây hẹ đó đang tuôn ra rất là tốt luôn. Đây hẹ đây và hai cây cà Hiền thấy là tốt rồi. Bên đây là 4 cây dâu Delis mà Hiền đã trồng hồi chiều hôm qua đó. Bây giờ xanh ươm hết rồi cả nhà ơi ha. Đó, đây là cái cây dâu Galo nè. Đó, bây giờ có cái hoa đẹp quá luôn. Đó. Và có cái cây này đó, có mấy trái bé bé nè cả nhà. Ô, có thêm một cái hoa khác đang tới nè. Và có một cái trái bé ở đây. Trái bé bé ở đây và một trái bé bé ở đây. Cái cảm giác mà trông chờ tới có mấy trái dâu á, thích quá chừng luôn á cả nhà ơi. Đó thì ở bên đây á Hiền có thấy là giống như là sắp có mấy hoa tới rồi hay gì á cả nhà thấy không đó. Hy vọng là sớm thôi sẽ có trái cho mình ăn thử coi. Ồ, nhìn thích quá à. Đó. Đây là cái cây oregano của ông xã Hiền nè. Nói chung là mọi thứ đều tốt rồi. Thì Hiền cập nhật như vậy cho cả nhà biết về cái khu vườn á. Rồi hẹn gặp lại cả nhà vào ngày mai nha. Chúc cả nhà luôn vui. Và nhớ nhấn nút đăng ký và nhấn vào cái chuông để ủng hộ gia đình của Hiền nha. Bye bye.